Đây là con đường để đi vào các hộ nghèo để chúng tôi đem đến những cái phần gạo mà của nhóm Thiện Tâm của huyện Mỹ Xuyên xin được chia sẻ đến với những hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Rất mong các bạn ủng hộ. Đây là bao gạo phần quà của nhóm Thiện Tâm của huyện Mỹ Xuyên. Mà hôm nay tôi với bạn Lịch thay mặt nhóm để đem đến tặng cho bà. Bà nhớ con không? Bà nhà bà ơi. Hả? Bà còn nhớ con không? Bà. Bà có nhận ra? Bà còn nhận ra con không? Bạn không. Có nhận ra đứa nào? Lịch không? Đúng bà rồi, đúng rồi. Con đây. Đúng rồi bà. Bà ơi, hôm nay anh em chúng con ở trong nhóm Thiện Tâm của Vị anh Xuyên. Anh đây đã. Không, đây anh cùng nhóm với con đây ạ. Anh em con đến đi đâu vào đây tối về? Con thăm bà. Bà có 20 cân gạo. Ừ. Vâng. Đừng. Dạ. Không, cái này đừng. Phần quà của anh em trong nhóm con, không phải của riêng của mình con. Đây là của cái nhóm bà. Cái này lòng của cả trong nhóm con. Thế phải phải cho bà không? Không, không, không. Bà không làm thế, bà một cười thật đấy. Không, không. Cái này không phải của riêng một mình con bà, mà cái này là lòng hảo tâm của tất cả mọi người. Bây giờ bà con nhận là... cho anh em ở bên hộ nhà mẹ vậy? Không không không, cái này là nhóm Thiện Tâm của Vị Xuyên. Nhóm Thiện Tâm bà, nhóm cái Thiện Tâm này có không phải của riêng một mình ai mà. Vâng, nhóm Thiện Tâm nó gửi đến cho bà. Ôi biếu bà ơi. Biếu bà 20 cân gạo để bà dùng. Bà 20 nhận cân gạo. Vâng, bà nhận cho anh em bọn con. Đấy, quăng ở cửa cho bà. Vâng. Ôi giời ơi. Bà già vẫn khỏe chứ bà? Còn đây nhà ai nữa? Có ạ, à, anh em con đã đi tiếp. Bà già vẫn khỏe chứ bà ơi? Anh chụp ảnh. Vâng, con xin phép được ghi lại để báo cáo cho anh em biết là bọn con đến chụp tặng cho bà. Mặc quần áo thế không, này. Thôi không sao bà, mình dân dã thôi. Cái mặt vâng. Chụp lấy cái đầu tộc. Không không sao. Bà ơi, bà ngồi ghế bà vào ngồi ghế để bà con mình nói chuyện một tí. Bà cho bây con giờ bà điếc đấy. Vâng, xin phép bà cho con ghi lại cái hình ảnh này một chút để báo cáo cho anh em. Là anh em con với lại em Lịch đã đến nhà để trao quà cho bà. Đấy. Từ cảm ơn tất cả. Dạ. Thế anh em trong hội thì dạ. Là tất cả các anh các chị dạ. Trong hội. Vâng vâng vâng. Đây là phần quà này của ý nhóm. Tôi hoàn cảnh của tôi mà cho thì tôi xin cảm ơn. Vâng vâng vâng. Còn đây vào nhà ấy. Đây còn đi vào trong này nữa. Bạn Lịch bạn nên sắp xếp chương trình. Vâng. Đấy bà. À, bà vào kia ngồi trên ghế đi để con ghi lại hình ảnh này. Đây là toàn bộ gia cảnh của bà cụ. Bà thì sống một mình thôi các bạn nhé. Hôm nay tôi đi cùng với lại em Lịch là đi đến đây để để trao cái phần quà của nhóm. Trao phần quà của nhóm để cho tặng bà cụ. Đây là những cái chia sẻ mà của nhóm Thiện Tâm huyện Mỹ Xuyên. Vừa mang chuối vào. Vâng. Thắp hương. Đấy. Bà thì ở có một mình thôi. Đây toàn bộ cái hình ảnh gia đình cái nơi mà bà sinh hoạt đây. Cũng khá là tươm tất để cho đấy. Bà ngồi theo bọn cháu. Bà vào đây ngồi bà ơi. Đang chu đi cho bà. Em ngồi với bà đi, em ngồi cạnh với bà đi. Chụp phải chụp lấy cái đầu tộc à? Dạ, đầu gì chả được à ba? Đây. Trời ơi. Đây là dạ xin ngon lắm bà.
Bà khỏe không bà? Tối bà ở một mình có buồn không? Bà điếc bà chàng nghe. Bà ở một mình có buồn không? Mới buồn thì làm sao được con? Đi không ở. Ông ấy đi thì chả có ai mà. Ông ấy đi từ tháng rồi đến tối về mấy tối thì bảo đứa nào về cũng không đứa nào về, chỉ có mỗi mình. À vậy ạ. Vậy tao bảo vậy thôi thì... Ba xuống ở với các cháu ở dưới kia, ở một mình làm gì nó buồn. Bà không nghe thấy con nói gì ạ? Có. Bà là tai là... Thằng Xuân nó cũng bảo ra đấy. Bà không đi, giờ bà đi thì nhang khói nhà cửa mất hết, không còn gì. Hôm đó đi chui bực quá rồi đi chui để nhờ chui. Đấy, nom chụp đi cái bà già tọc đầu. Đầu óc người ngợm chẳng ra thao. Già rồi thế là tốt lắm. Cứ sức khỏe tốt là được rồi bà. Quan trọng là sức khỏe thôi. Sức khỏe quan trọng nhất. Chứ bây giờ tuổi này rồi về cũng cần đẹp nhưng mà nghĩ vợ chồng cần sức khỏe hơn. Cơ. Không ạ. À. Vợ chồng được duyên bạc lắm con ạ. À. Sao bà nó không cho tiền bà? Một tháng nó cho bà bao nhiêu tiền? Nó là cháu nội đấy. Vâng. Cháu đi tôn. Thế thì ông đi năm nay là 5 năm rưỡi rồi thì cô tươi cô cấy ruộng 3 năm. Nó lấy rỉa ngày nào cũng bà lấy về cho con. Con ở làm vài năm, ta lấy về nó cấy 2 năm. Thế này nó ông đường mang bán cho nó 1.48 triệu cây xoan. Mấy năm nay nhất định nó không ngã, tao dục nó ngã, nó không ngã. Nó bảo để nâu mỗi một tháng thì này thêm tiền cho bà. Thôi đến hôm xá cho được 1.5 triệu. Thế là nó về nó đem nó xẻ ngay ông báu, ông ấy bảo rằng là ruộng đất ông quản lý. Thế là đem nó xẻ cái ránh cơ độ 4-5 mét. Vậy thì nó đòi bà 1.5 triệu thì bà mới giả 1.5 triệu không có đòi đánh nhau. Thằng Duyên này, thứ từ đấy giờ là bà bỏ bà chịu. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà nhỉ? Hay để bà lấy cái áo mà mặc chứ mặc cái này à? Không cần bà. Như này là đẹp rồi. Bà ơi, anh hỏi bà năm nay bà bao nhiêu tuổi à? Thì cũng chả biết bao nhiêu. Giấy tờ là ở thằng báu hết. À. Cũng chả biết là bao nhiêu tuổi. Vâng. Bà ăn khỏe không? Mỗi một ngày ăn hết bò gạo. Vâng. Thế mỗi bữa là một bát cơm. Vâng. Thế gà bà nuôi được nhiều thế? Mỗi một nuôi thêm cặp mấy con gà còn được 4 thầu ruộng. À. Cô tươi cô cấy mỗi một năm lấy 1.5 tạ thóc. Vâng. Vừa ngô cho gà gạo người ăn, với xá mỗi tháng cho được hơn 300. Vâng. Thôi bà cố gắng ăn uống thì giữ gìn sức khỏe bà. Bây giờ vâng. Ban thờ em... đây thì bà phải chịu trách nhiệm cả năm, chả đứa nào nó ròm đến. Giai vâng. Gái. Anh em chúng cháu đến à. Ừ. Thầm bà phải chúc sức bà không bà. Biết nói thế nào. Vâng, bà vì bà xin cảm ơn tất cả anh em cán bộ, tất cả các cháu. Vâng ạ. Có công có thước mà mang vào đây cho bà thì bà xin để bà xin cảm ơn. Vâng, vâng ạ. Thôi xin phép bà nhá. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Cháu đi vâng. Chỗ khác. Vâng, thôi bà ơi. Con chào bà nhá. Chúc bà sức khỏe. Vâng ạ. Vâng vâng. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả anh em cán bộ. Vâng. Ngoài ấy. Đấy vâng, đây là thuộc của nhóm bà, nhóm Thiện Tâm. Người ta quả bà. Đây mới phun hết 5 bình thuốc. Cô vâng. Tươi cố ấy phun cho. Thuốc diệt cỏ à bà? Bà ơi. À, nhiều bà thì bà bán đêm hôm kia rắn nó còn chui vào chuồng gà, nó phun mất vài con gà. Bà. Rắn hổ mang à bà? Bà nhiều rắn thì bán bớt lấy tiền mà tiêu để làm gì? Bà rồi bán đi tiền bừa hưởng thuốc. Thôi con xin phép chào bà nhá. Ừ. Vâng vâng, tạm biệt bà. Qua đây thì tôi xin được chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ quyên góp để có được số tiền cho nhóm Thiện Tân để mua được những phần quà, đó là mỗi một hộ được 20 cân gạo. Rất mong sự chia sẻ này được lan tỏa ra rộng rãi hơn và được các mạnh thường quân ủng hộ.